Đây là chị Kiều, là một mafia và chị đang chuẩn bị cho các băng đảng vào chiến nhau giành địa bàn. Chiến nhau. Đây là Phương Phóc, một mafia. Chuẩn bị cho cảnh quay đại cảnh luôn nhé mọi người nhá. Chuẩn bị cho một đại cảnh luôn. Anh Phú ơi, anh Phú ơi, anh Phú, Phú Lê ơi, gọi như điếc đi để gọi cho anh Đường dân đi đâu rồi? Anh đang lái xe đi. Đâu anh đi anh Linh rồi, để anh Tá là người ta đã đón. Anh Tá ra đón rồi. Rồi. Gọi cho tớn lên, tớn lên. Đang quát trực tiếp. Đang quát trực tiếp á? Tao cầu rỗi tao đéo nó phìn nữa, quát tao. Từ ông kia. Người chia sẻ nhá, đang thích quá đâu? Như nào? Thích quá đâu? Em quát anh đâu? Ở đây có một thằng Phú khác. Thằng đấy nào ấy. Xin chào tất cả mọi người. Đúng rồi, hóng phim. Đây, ui trời ơi, quay cả diễn viên của anh em chúng tôi thì mặt mũi còn như là anh em rất là vất vả mọi người ạ. Đấy, lạnh rét như này mọi người đấy, để ý xem. Xin chào tất cả các vị anh em, đây là anh Phú, anh đại diện cho bang phái Võ Lâm. Đây là cảnh đại cảnh cho chuẩn bị trong phim Chạm Mặt Giang Hồ nhá anh em nhá. Đó, đây là một cái cảnh quay, chuẩn bị cho cảnh quay đây. Đang tần ra mới kiếm đây. Chạm Mặt Giang Hồ nhá. Mọi người chia sẻ ủng hộ phim nhá. Đang quay dưới mưa anh em ạ, đang quay dưới mưa nhá. Tiếng vỡ là hay nhất. Tiếng vỡ về người ta có tiếng động. Về người ta làm tiếng động anh ạ. Thế nhưng mà sợ lúc quay vẫn nhìn cái chén nó không vỡ. Ai vỡ thì lại người ta không quay ra cái chén. Ờ phải có tiếng vỡ thì nó lại xẻn bao giờ. Tiếng vỡ là về người ta làm tiếng động. Ờ thế được. Tiếng động mọi người chia sẻ đi mọi người ơi. Đấy, đây là tất cả đây ca sĩ Hồ Phàm này. Đấy, rồi anh Dũng Trọng này. Tất cả là đang ở dưới mưa hết nha mọi người nhá. Kinh khủng. Đấy. Vì đam mê, anh em vì đam mê. Chào anh, chào anh. Bắt nick anh Phú. Thì anh với nick chị mới ma nó xem. Đây 500 anh em luôn nhá. 500 anh em đám bộ phim này luôn nhá mọi người nhá. Đây 500 anh em luôn đấy mọi người ạ. Sao em quảng cáo cho bác thế được chưa? Đẹp. Hả? Xin chào tất cả anh em. Đâu anh? Ờ, xin chào ạ. Quay có người không? Để có cái đi khoái rồi thôi mà áo chụp. Chào bạn Trịnh Bách nhá. Đây, ta smell đây. 500 anh em nhá, đang chuẩn bị quay nhá. Quay một cái đại cảnh luôn mọi người ạ. Lạnh lắm ở Hoa Nguyễn ạ. Anh Phú ơi, thế anh không lạnh à mà anh mặc như thế? Hả? Này, thế anh không lạnh à? Alo. Ê, anh vào mật khẩu là Khánh 1990. Áo phao tiếp đầy không mặc vào. Alo. Người ta mặc áo xong áo ngoài người ta còn đang lạnh không chịu được ấy. Ok, Khương Hương nhá.
quảng cáo cái đại cảnh cho mọi người xem nhá. Đấy, mọi người thấy chưa? Chào anh Chu Linh Quân nhá. Đấy, quay một tí cho mọi người xem vậy thôi nhá. Xin chào mọi người nhá. Mọi người nhớ vào đăng ký kênh để chuẩn bị đón xem phim nhá.